Kính thưa quý vị và các bạn, trong 99 video Dân ta phải biết luật ta, hôm nay tôi sẽ làm một cái video có tên là Cẩn thận khi ký giấy vay tiền. Thưa quý vị và các bạn, phần trình bày của tôi cũng giống như mọi lần. Thứ nhất là một cái câu hỏi của vị khách hàng đến văn phòng. Thứ hai là tư vấn của luật sư về vấn đề đó. Thứ ba là những thực tiễn mà luật sư có được trong quá trình hành nghề. Thưa quý vị và các bạn, thì khách hàng của tôi đến là một người phụ nữ đứng tuổi. Bà bảo rằng do không có khả năng cần tiền vốn để làm một công việc gì đó, cho nên bà đã thông qua một cái môi giới và vay một cái số tiền 200 triệu đồng. Cái việc vay thì họ nói rằng là họ cho vay với lãi suất là 4%. Và trừ cái phí dịch vụ trước là phải trả lại trước là 4 tháng. Trừ phí dịch vụ thì bà nhận được số tiền khoảng hơn 100 triệu. Thưa quý vị và các bạn, cái điều không có cái gì để mà nói trong trường hợp hợp đồng vay tài sản có lãi suất, các bên đó thỏa thuận rất là rõ rõ là tiền gốc là 200 triệu, lãi suất là 4% một tháng, thời hạn vay là 6 tháng. Thì theo cái quy định của như các bên tự thỏa thuận thôi, gốc là 200 triệu lãi suất và các bên chấp nhận một cái mức độ như thế nào đó thì các bên sẽ tuân theo quy định này. Khi mà hết cái thời hạn 6 tháng đó thì bà cũng không có khả năng trả cái số tiền gốc, lãi thì vẫn trả đầy đủ, và có đưa cho văn phòng luật sư xem những cái chi tiết của những cái khoản lãi. Thì người cho vay bảo rằng là thôi thì giờ nếu như trong trường không có thì tôi cũng có những cái mối quan hệ bạn biết, và tôi sẽ thôi thì chỉ cứ chuyển nhượng sang tên qua cho tôi thì tôi sẽ vay vốn ngân hàng, nếu tôi vay được bao nhiêu thì tôi sẽ lấy lại cái gốc thôi, và còn cái số tiền chị vay được thì cái phần đó là của chị. Thực ra thì vẫn biết có những cái rủi ro trong vấn đề này. Tuy nhiên là một phần vì cũng muốn mong muốn trả nợ, một phần vì một cái số tiền lớn hơn, thì hai bên có lập một cái tờ giấy cam kết rằng là đến thời điểm mà cam kết là sẽ chuyển nhượng cái phần đất này với giá và đồng ý cho chuộc lại trong thời gian. Thưa quý vị và các bạn, phát sinh một tình tiết rằng sau khi có được cái hồ sơ sang tên năm hộ thì người cho vay đã thế chấp ngân hàng với cái số tiền là 2 tỷ đồng, và khi bà có cái đủ cái số tiền để trả nợ thì người cho vay họ lại vì lý do này lý do khác và kéo dài cho tới 3 năm sau, thì ngân hàng đã lên phát mãi tài sản. Thì lúc đó mới có một cái sự phát hiện ra rằng là người cho vay họ đã vay cái số tiền 1 tỷ đồng, trong khi thực tế hai bên có giao nhận là 200 triệu. Thì thực tế đó là 1/10 của cái giá trị thật, mà chưa chắc nó là giá trị thật. Giá trị thật không, bà bảo là cái giá trị thực tế là nó phải lớn hơn 2 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái trường hợp mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc đã nhận và rất nhiều trong thực tiễn mà chúng tôi nhận, đặc biệt là quyền. Tôi có thể đưa ra ý kiến pháp lý, tôi đã có thể tìm ra những cái chứng cứ, tôi cũng cố gắng như thế nào để trả lại đúng về bản chất của bản thân. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ mình sẽ đi lại vấn đề về luật hợp đồng vay tiền. Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận của các bên. Ở trong này người vay và người cho vay có thỏa thuận rất là rõ. Vay gốc là 200 triệu, lãi suất 4% trên một tháng, thời hạn vay là 6 tháng. Tuy nhiên hết cái thời hạn vay thì các bên đã thỏa thuận một hình thức khác. Vậy như vậy cái hình thức này có phải là hình thức chuyển nhượng hay không,
hay là một cái hình thức để các bên tiến hành việc vay vốn ngân hàng, đó là một cái vấn đề cần phải chứng minh trong thực tiễn. Vì cái việc khách hàng của tôi họ không có tiền, cho nên họ phải có một cái động tác là sang tên qua cho cái người cho vay để người cho vay đi vay vốn ngân hàng. Và theo lời bà thì việc vay vốn ngân hàng mà chỉ vay được 200 triệu tiền gốc, tại vì người ta đã trả lãi suất hàng tháng đầy đủ mà. Số tiền còn lại họ bảo là họ vay 300, 400 gì đó, không biết là bao nhiêu, nhưng vay được thì cái số tiền mà chênh lệch đó thì trả lại cho chủ sở hữu. Vậy thì bản chất nó trở về bản chất đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay là hợp đồng vay tiền? Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn quá trình hành nghề thì đây không phải là lần đầu tiên mà tôi tư vấn với khách hàng hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thực chất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một cái hợp đồng chuyển nhượng thì phải tuân theo cái quy định của pháp luật. Thứ nhất là hai bên thỏa thuận về giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán, có đặt cọc hay không có đặt cọc và giao nhận tài sản. Tuy nhiên cũng bằng hình thức này, bằng hình thức chuyển nhượng nhưng giả cách với cái hình thức chuyển nhượng là hợp đồng vay tiền, thì hợp đồng vay tiền các bên chỉ giao nhận nhau có một lần thôi là giao nhận, nhưng không đề cập tới nhà, thuế, phí, bị thương, tất cả các thứ. Trong thực tiễn thì tôi cũng đã có nhiều trường hợp. Thứ nhất, đơn cử trường hợp thứ nhất. Thưa quý vị và các bạn, khách hàng tôi thì họ là người cho vay. Họ cho một cái con của một cái bà A vay. Thì khi mà cho con của bà A vay thì bà A mới đồng ý đến phòng công chứng ký chuyển nhượng. Và song song cái hợp đồng vay, cái hợp đồng chuyển nhượng tại phòng công chứng thì nó có cái số tiền bằng cái số tiền vay, và hai bên thỏa thuận và hai bên đã có với nhau cái việc giao nhận tiền lại. Tuy nhiên cũng kéo dài giống như khách hàng kia, đến thời hạn trả nợ họ không có tiền trả, tiền gốc cũng không có trả tiền lãi, cho nên khách hàng tôi đã khởi kiện hoàn toàn. Thì vụ việc đã được tính toán bằng cách là tính toán lại cái lãi suất theo quy định của pháp luật, và đồng thời là đây trở về bản chất hợp đồng vay tiền. Một cái trường hợp nữa là một cái trường hợp là khách hàng tôi là người đi vay, do thiếu tiền để mua thuốc uống một cái bệnh nan y, thì khách hàng của tôi đã đi vay cái số tiền cũng nhỏ thôi. Nhưng mà khi đi vay như vậy thì lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Và khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cái người mà cho vay đó họ đã sử dụng cái số. Tôi cho rằng là cái sang tên nam bộ này và đi vay vốn ngân hàng, và cái hậu quả thì nó trở lại đúng về bản chất của như cái hợp đồng hồi sáng này tôi tư vấn. Đó là vay tiền và không đến tòa. Thưa quý vị và các bạn, cái hậu quả pháp lý rất là quan trọng trong một cái bất cứ một cái giao dịch dân sự. Rõ ràng mặc dù là ký đại diện ủy quyền, mặc dù là ký chuyển nhượng đã sang tên đăng bộ, nhưng thực chất bản chất của hợp đồng này là hợp đồng vay tiền. Thì khi đưa ra xét xử thì cái phán quyết của tòa vẫn là hợp đồng vay tiền có chuyển nhượng, hợp đồng vay tiền, nhưng các bên đứng sau cái hình thức hợp đồng vay tiền là một chuyển nhượng và trở lại là hợp đồng vay tiền. Và khi trở về đúng bản chất hợp đồng vay tiền thì thẩm phán sẽ áp dụng điều 463 của bộ luật dân sự. Hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận của các bên, bên cho vay cái số lượng chủng loại, khi đưa hết thời hạn vay thì bên cho vay phải trả lại đúng cái số lượng chủng loại. Việc thỏa thuận có lãi suất do các bên tự thỏa thuận quy định pháp luật. Vậy thôi đó quý vị và các bạn, trong cái hợp đồng vay tiền nó chỉ có 3
ba cái điều mà chúng ta cần phải xem xét lại. Thứ nhất, luật vẫn căn cứ trên quy định của pháp luật là các bên tự thỏa thuận đã giao nhận, đó là cái vấn đề quan trọng của hợp đồng này. Có giao không? Giao số tiền là một. Và bên kia có nhận hay không? Có nhận thì xin lỗi. Thời hạn các bên thỏa thuận là không? Và cái vấn đề thứ ba đó là khi các bên giao nhận rồi, đến thời hạn cho các bên tự thỏa thuận, luật không quy định, luật để các bên tự do tự nguyện, ý chí của các bên đến thời hạn trả, thì các bên có thể là trả lại số tiền đó. Các bên thỏa thuận lãi suất là 1%, 1,5% và 2%. Những cái lãi suất nằm trong quy định của pháp luật thì pháp luật điều chỉnh. Còn những cái lãi suất nó không nằm trong quy định của pháp luật thì nếu các bên có tranh chấp thì sẽ đưa cái việc lãi suất ra tính toán lại theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, việc một người khi tham gia giao dịch ký hợp đồng vay tiền, khi vay tiền thì tôi cho rằng là quý vị và các bạn, những người thân, những người trong gia đình muốn ký một hợp đồng vay tiền, các bạn phải thật cẩn thận, vì tôi cho rằng nếu đúng trở về bản chất của hợp đồng vay tiền thì việc chứng minh nó không khó. Mình sẽ thừa nhận rằng gốc là mình phải trả lại cho người ta, còn lãi suất các bên tự thỏa thuận thì mình tuân theo cái quy định của pháp luật. Còn nếu như trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận được thì sẽ tính theo quy định của pháp luật. Dĩ nhiên tôi cũng có những khách hàng là người cho vay, tôi cũng có khách hàng là người đi vay, nhưng với tấm lòng trung thực của một con người thì tôi cho rằng tất cả chúng ta đều phải hiểu cái quy định của pháp luật để chúng ta vận dụng những cái quy định của pháp luật trong đời sống thực tế. Chúng ta không thể nói rằng là đây là hợp đồng chuyển nhượng để trong khi đó lúc sau đó là hợp đồng vay tiền để chúng ta đừng lợi một cách không công bằng. Thưa quý vị và các bạn, thông điệp của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn chuyển đến quý vị và các bạn, khi quý vị và các bạn khó khăn kiếm một cái hợp đồng vay tiền thông qua cái hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở, của quý vị và các bạn phải thật cẩn thận. Trong gọi là quốc sa mà mình chết, chúng tôi rất cần sự phản hồi từ ý kiến của những anh chị, những quý vị, những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, để cái nội dung của tư vấn trong cái loạt video là 99 video dân ta phải biết luật là chuyển đến quý vị và các bạn một cách dễ dàng, mộc mạc và nâng lên tầm kiến thức của người dân Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn.